xe máy. Đấy, tiếp tục đi xuống huyện thị trấn Mèo Vạc đây. Rồi. Cung đường này là rất là treo leo. Ngày xưa cung đường này treo leo nhưng bây giờ thì nó ngon rồi. Còn 5 cây nữa là đến Mèo Vạc rồi. 5 km nữa. Bây giờ là không phải đi đèo nữa anh. Bây giờ là chỉ có xuống thung lũng này thôi. Đấy, cứ thung lũng này đi thẳng. Mèo Vạc nó bằng bằng. Đằng mông một trâu nó to cao mà nó bằng. Bắt đầu là đến thị trấn rồi. Thuộc vào đất thị trấn Đồng Văn rồi. Đang đi vào thị trấn Đồng Văn. À, đây là thị trấn Mèo Vạc, xin lỗi. Đây là thị trấn Mèo Vạc. Mèo Vạc này thì còn cái nét hoang sơ hơn. Đồng Văn thì xây dựng nhiều nhưng mà Mèo Vạc thì nét hoang sơ vẫn còn. Chuẩn bị đến còn 2 cây nữa là đến trung tâm thị trấn Mèo Vạc. Dưới này là nó là như kiểu một cái thung lũng rộng. Vĩnh Phúc lên ở nhiều. À, Vĩnh Phúc tự nhiên lên đấy. Nhưng trung tâm phố là toàn người Vĩnh Phúc. Vâng. Trung tâm phố của Mèo Vạc ấy là toàn người Vĩnh Phúc lên lập nghiệp. Dân Mèo Vạc thì ít lắm. Dân Mèo Vạc xịn là người ta ở trên núi. Ở đây cái thung lũng nó được cái thung lũng nó rộng. Nhưng mà khổ nhất là cái nước ăn. Vâng. Đấy. Ăn là nhiều anh. Nước ăn không có đâu. Hiếm nước ăn. Đi nhà nghỉ nào đấy? Nhà nghỉ của anh Hùng đấy. Sang này xong đi chậm chậm thì cháu nhìn. À, vòng vòng qua trung tâm cái xong rồi bắt đầu vòng qua kia. Vòng qua đây xong rồi vòng qua trung tâm tí. Đang là tiện xe. Đây là trung tâm đây đúng không? Chợ Mèo Vạc đây. Thế trai gái đứng ở chỗ nào? Nó đi khắp đường thế này. Chợ này không khác gì chợ Sơn La. Trung tâm đây, hoa cương ở đây cũng có hoa cương. Hoa cương là ngày xưa đồng đô ở đây. À, đây sân vận động đây. Tối ra đây mà ăn
Người người kia. Người toàn hiện các sân vận động bóng đá đây. Sân vận động của huyện. Ban này, ban ở này bên trái. Đây, đường này đường đi lại đi Cao Bằng đường này. Nhưng mà đây là đường đi Cao Bằng này. Vâng. Tôi nhớ cái nhà nghỉ kia chưa? Đây là thị trấn Mèo Vạc. Bây giờ là 6 giờ chiều rồi. Thị trấn Mèo Vạc trông vẫn còn có vẻ hoang sơ, trông nó như một cái thị tứ nhỏ nhỏ. Tuy nhiên thực tế mô hình yêu ra mới chỉ tập trung xây dựng. Phía đằng sau vẫn còn những cái đồi đá đây không? Người ta đang san lấp để dần dần là để xây dựng ở đây. Trong năm 2017, toàn tỉnh có 20 xã được công nhận đạt chuẩn của y tế quốc gia, nâng tổng số xã phường thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia lên 185 trên 195, chiếm tỷ lệ 94.8%. Đây là con số khá ấn tượng đối với một tỉnh còn nhiều khó khăn. Để nâng cao chất lượng số xã đạt chuẩn và phấn đấu đến cuối năm 2018, 100% xã phường thị trấn đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Ngành y tế tỉnh đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp như tiếp tục đầu tư kinh phí cho công tác xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị máy móc nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trên địa bàn, chú trọng đào tạo, tổ chức các lớp tập huấn cho trạm trưởng, cán bộ y tế của các trạm cũng như tạo điều kiện. Đây là đang đi ra trung tâm của huyện. Huyện Mèo Vạc là một huyện nghèo nhất của Việt Nam. Đây là hạt kiểm lâm Mèo Vạc đấy. Sinh ra cái hạt kiểm lâm mà đồi núi chặt hết, đồi trên đên núi đấy, cây chặt hết, toàn các cái cây gỗ quý, gỗ nghiến của xung quanh cái khu này rồi cũng chặt hết. Bây giờ đồi cứ chọc lốc, núi đá chả còn cây cối gì cả. Từ đây Hà Giang là 166 km. Bây giờ đi mất độ khoảng 9 tiếng đồng hồ thì đến Hà Giang, thành phố Hà Giang. Từ một huyện, trung tâm một huyện nhỏ là huyện Mèo Vạc này, đến trung tâm thành phố là
hết độ khoảng 9 tiếng đồng hồ. À không phải, hết độ khoảng 5 tiếng đi. 5 tiếng thôi. 5 tiếng thôi. Đây là trung tâm của huyện đây. Trước đây là cũng tôi cũng đi qua đây, nhưng mà bây giờ huyện này cũng xây dựng cũng khác xưa nhiều. Bây giờ là xây các cái hàng rào này. Trước đây chả xây cái gì. Xung quanh huyện, xung quanh cái trung tâm thị trấn huyện này thì toàn núi, núi đá hết bao quanh. Ở dưới này là một cái thung lũng tương đối rộng và các cái người dân người ta ở xung quanh đây, khu vực trong phố đây. Kia có cái miếu thờ. Hôm nay mùng 1 là nhiều người đi lễ, vào đấy lễ. Ở đây thì sẽ sáng ngày mai sẽ có một cái chợ phiên của người dân Mèo Vạc xuống đi chợ phiên một tuần một lần. Đây là chợ trung tâm huyện Mèo Vạc đây. Sáng mai ở cái khu vực này sẽ có một họp chợ buổi sáng này ra. Người dân các cái dân tộc Mông, Mèo, Mán, rồi là Lô Lô, rồi các dân tộc sẽ xuống đây để mang đồ xuống để đi chợ phiên. Trước đây cái chợ phiên thì của Mèo Vạc thì trông nó thô sơ đơn giản, nhưng mà bây giờ thì xuống chợ phiên của huyện thì bây giờ trông cũng xây dựng trông hiện đại rồi. Và xung quanh đây thì cũng rất nhiều các cái khách sạn, nhà nghỉ người ta mở
to đón đầu khách du lịch. Rất là đông. Nhìn xung quanh Hà Giang thì có cái huyện Mèo Vạc này là nghèo nhất đấy. Và nó cũng diện tích ở cái thị trấn này nó cũng nho nhỏ thôi. Chỉ bằng một phường của Hà Nội hoặc là các tỉnh. Cái thị trấn thì là bằng một phường thôi. Ở dưới Mèo Vạc trung tâm này thì cũng rất là nhiều các cái người dân ở các tỉnh khác đến kinh doanh và mua nhà, làm nhà ở đây. Vĩnh Phúc là rất nhiều. Người dân của tỉnh Vĩnh Phúc. Hoa Cương. Hoa Cương ở huyện Mèo Vạc. Và huyện Đồng Văn cũng có một cái khách sạn Hoa Cương.